Việt Nam. Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đang tạo ra những tác động phức tạp lên các hệ thống năng lượng quan trọng của cả hai quốc gia, với trạm trung chuyển khí đốt sắt gia trở thành một điểm nóng mới. Còn theo đài RT, Nga, cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga SVR cho biết, theo thông tin hiện có, hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo đã thành lập 3 đơn vị quân sự mới nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các tỉnh giáp biên giới với Ukraine. Việc quân đội Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt cho EU. Cách biên giới Ukraine vài km bên trong nước Nga, Sakhalin là một điểm xử lý quan trọng đối với khí đốt của Nga được xuất khẩu sang châu Âu. Theo đài phát thanh quốc tế Deutsche Welle của Đức ngày 20 tháng 8, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đang tạo ra những tác động phức tạp lên các hệ thống năng lượng quan trọng của cả hai quốc gia, với trạm trung chuyển khí đốt Sakhalin trở thành một điểm nóng mới. Sakhalin nằm ngay sát biên giới Ukraine trong lãnh thổ Nga, đóng vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển khí đốt từ Siberia qua Ukraine đến các nước EU như Hungary, Áo và Slovakia. Gần đây, một đoạn video từ quân đội Ukraine cho thấy binh lính tại văn phòng của Gazprom ở trạm Sakhalin tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn cơ sở này. Phía Nga phủ nhận và khẳng định Ukraine không nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Dù vậy, cả hai bên dường như đều không muốn làm gián đoạn việc vận chuyển khí đốt qua Sakhalin, với điều kiện cơ sở hạ tầng không bị hư hại. Điều này phản ánh sự phụ thuộc và tầm quan trọng của nguồn cung năng lượng đối với cả Ukraine và Nga, cũng như các nước châu Âu vẫn đang nhận khí đốt từ Nga thông qua hệ thống này. Sakhalin là trạm trung chuyển cuối cùng của Nga vẫn hoạt động trên tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine, sau khi Kiev ngừng nhận khí từ trạm Sokranovka vào tháng 5 năm 2022. Việc Ukraine không đóng cửa tuyến đường khí đốt này ngay lập tức là minh chứng cho thấy Kiev không muốn cắt đứt dòng chảy khí đốt từ Nga qua lãnh thổ của mình, ít nhất là cho đến khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Thỏa thuận 5 năm về vận chuyển khí đốt được ký kết vào năm 2019 giữa tập đoàn Gazprom của Nga và Naftoga của Ukraine, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2024. Dù Kiev đã tuyên bố không muốn gia hạn, cả Nga và Ukraine đều có lợi ích trong việc duy trì dòng chảy khí đốt cho đến khi thỏa thuận kết thúc. Đối với Ukraine, việc duy trì này không chỉ là một nguồn thu từ phí vận chuyển mà còn là cách để thể hiện trách nhiệm và độ tin cậy với các nước EU, trong khi Nga muốn duy trì nguồn thu từ xuất khẩu khí đốt. Dù xung đột với Ukraine leo thang và sự giảm mạnh của lượng khí đốt Nga nhập khẩu vào châu Âu, EU vẫn tiếp tục nhận khí đốt từ Nga qua Ukraine, cũng như thông qua các nguồn khí tự nhiên hóa lỏng LNG khác. Sự phụ thuộc này là di sản của việc châu Âu đã dựa vào nguồn cung năng lượng từ Nga trong nhiều năm, trước khi nỗ lực giảm sự phụ thuộc này được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Trước cuộc chiến, hơn 1/3 lượng khí đốt của EU đến từ Nga. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 8% vào năm 2023. Dù vậy, khí đốt từ Nga vẫn chiếm một phần không nhỏ, khi tổng thị phần của khí đốt Nga tại EU, bao gồm cả LNG, vẫn đạt 15% trong năm 2023. Phần lớn lượng khí đốt này được cung cấp qua đường ống và LNG, đặc biệt là đến các nước như Áo, Hungary và Slovakia. Đáng chú ý, những quốc gia này, dù có mối quan hệ chặt chẽ với Moscow, cũng đang chuẩn bị cho khả năng nguồn cung bị gián đoạn khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Cho đến nay, sự phụ thuộc vào khí đốt Nga của châu Âu đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn tồn tại, đặc biệt là thông qua các tuyến đường như Nord Stream và LNG. Với tuyến đường qua Ukraine có khả năng đóng cửa vào cuối năm 2024, Nord Stream có thể trở thành tuyến đường quan trọng duy nhất để vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Đồng thời, sự gia tăng nhập khẩu LNG từ Nga, đặc biệt là từ các nước như Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha, cho thấy Nga vẫn có một vị trí nhất định trong thị trường năng lượng châu Âu. Tuy nhiên, châu Âu đang ngày càng cứng rắn hơn với các biện pháp hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Nga. EU đã quyết định cấm vận chuyển LNG của Nga tại các cảng của mình từ tháng 3 năm 2025. Cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga cáo buộc 3 quốc gia thành viên NATO đã giúp Ukraine lên kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vùng Kursk của Nga. Theo đài RT, trong một tuyên bố được tờ Izvestia đăng ngày 21 tháng 8, cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga cho biết, theo thông tin hiện có, hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan.
Theo cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga, các đơn vị Ukraine vượt biên giới Nga hồi đầu tháng này đã trải qua khóa huấn luyện ở Anh và Đức. Cơ quan này nói thêm, các cố vấn quân sự của các thành viên NATO đang giúp phối hợp các đơn vị xâm nhập và giúp Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây. Theo cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đã cung cấp cho Ukraine dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của binh sĩ Nga. Theo tờ The Times, một số binh sĩ tham gia chiến dịch ở Kursk đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu đô thị ở Anh. Binh lính Ukraine ở Kursk đã sử dụng nhiều vũ khí do phương Tây cung cấp, trong đó có cả xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất. Các quốc gia bị cáo buộc chưa bình luận gì về thông tin của cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga. Cuộc xâm nhập lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, khi binh lính Ukraine tấn công các đồn biên phòng và sau đó tràn vào nhiều ngôi làng. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này có ý định thiết lập một vùng đệm trên đất Nga. Ngày 20 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi cho hay quân đội nước này đã tiến sâu 28 đến 35 km vào tỉnh Kursk. Sau cuộc tấn công, Nga đã bố trí sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai lực lượng bổ sung để đẩy lùi binh sĩ Ukraine. Cụ thể, ngày 19 tháng 8, theo phó phát ngôn của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga Artyom Sarov, trên 121.000 người dân đã được di dời an toàn khỏi 9 quận biên giới ở tỉnh Kursk. Theo ông, hoạt động sơ tán vẫn đang diễn ra và những người phải di dời đang được chuyển đến để người thân chăm sóc hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Ông cho biết thêm, 84 nơi trú ẩn tạm thời đã được thành lập tại tỉnh Kursk, cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 6.500 người tại thời điểm này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo đã bổ nhiệm Trung tướng Yunus Beyevkurov đang có mặt ở tỉnh Kursk làm Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp về An ninh của các lãnh thổ biên giới Liên bang Nga. Ông Belousov cho biết, nước này đã thành lập 3 nhóm quân sự mới để tăng cường an ninh tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine và các nhóm này được đặt tên theo các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk. Theo đài Sputnik, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, ông Aptia Laudinov tuyên bố, nỗ lực tiến quân của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại trên toàn bộ khu vực Kursk khi các nguồn lực chính của họ bị phá hủy và quân đội Nga đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các khu dân cư. Về vấn đề đàm phán, ngày 19 tháng 8, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Usakov tuyên bố Nga không sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine sau khi nước này tấn công tỉnh Kursk, nhưng Nga không rút lại các đề xuất hòa bình trước đó. Ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo đã thành lập 3 đơn vị quân sự mới nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các tỉnh giáp biên giới với Ukraine. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Điều phối An ninh quân sự tại các địa phương giáp biên giới mới được thành lập hôm 15 tháng 8. Cụ thể, Bộ trưởng Belousov cho biết những đơn vị này sẽ được đặt tên tương ứng với tỉnh phụ trách bảo vệ là Belgorod, Bryansk và Kursk. Bộ trưởng Belousov nhấn mạnh nhiệm vụ của những đơn vị này là bảo vệ người dân địa phương và bảo vệ lãnh thổ Nga trước các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và phương tiện tấn công khác. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tại cuộc họp này, Bộ trưởng Belousov cũng đã bổ nhiệm một số quan chức phụ trách an ninh biên giới. Hôm 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập Hội đồng Điều phối bảo vệ an ninh ở 3 tỉnh biên giới nói trên, với thành viên gồm lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và người đứng đầu 3 tỉnh này. Người đứng đầu hội đồng là Bộ trưởng Quốc phòng. Cùng ngày, hãng tin tác dẫn thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết đã có hơn 122.000 người dân thực hiện lệnh sơ tán của chính quyền địa phương ở Kursk, nơi quân đội Ukraine đã bất ngờ phát động chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga từ hôm 6 tháng 8.